Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay vào cuối buổi chiều, Tùng Nguyễn vẫn làm video để xuất cho khách hàng những sản phẩm tét kèn, phân tần, bát rời về để dựng loa và thay thùng loa và nâng cấp sửa loa, dựng mới. Nói chung là ai có nhu cầu đến bất kể một linh kiện gì đến các cái cặp loa nó bị hỏng, cháy thì bên em đều có các cái mặt hàng như loa chung, loa tép, đủ các mặt hàng để phục vụ khách hàng. Và hôm nay em giới thiệu với tất cả các bác là một 20, 30, 40 tép kèn 450, 750 neo phân tần loa full. Và hôm nay các bác có thể là theo dõi sản phẩm của bên em. Đây là bát 40 từ 190 con 76, đây là bát 30 toàn dài từ 140 con 51, đây là bát 20 từ 140 con 51. Đây là tép kèn neo bi 750 BNC, đây là phân tần tím 3 chạy loa full đơn 40, 50, 30 loại công suất lớn. Đây là cái bộ tím 1 và tép neo 450 nghìn khối. Và hôm nay thì em lại giới thiệu cho tất cả các khách hàng, các bác khách hàng là cái loại tép neo hàng chất lượng của dòng tép neo liền khối. Lắp nhôm và chạm của nó là chạm cài các bác nhé, chạm cài. Nó đánh dấu cái chấm đỏ này là bên dương, chấm trắng là bên âm. Tép neo 450 loại liền khối. Đấy, liền khối. Ốc của nó bằng lục giác. Hôm nay em lên mấy bộ phân tần của nó, là phân tần có mã là mẫu này là tím 1. Tím 1. Mẫu này là mẫu phân tần mạch màu tím chạy 3 chở nhôm này. Bóng con này tụ vàng chống cháy này. Và đường bát, đường chép của nó đây. Phân tần này là loa full. Các bác có thể lắp full 30 và full 40. Đấy. Và tép kèn là 450 nên với cặp tím 1 này. Và hôm nay nên cái cặp tím 2 thì là tép neo 750 BNC. Củ này là củ vi. Đấy, củ vi. Loại này là khủng hơn với cái loại 450 này rồi. Côn nó to hơn. Và cái loại phân tần của nó thì chạy với bộ mạch phân tần input là vào. Đường bát, đường chép chạy 3 chở nhôm màu tím. Đấy. Con tụ vàng, con tụ chống cháy nhá. Nó thay cái bóng cầu chì bằng con tụ này. Đây, phân tần rất là chất lượng, phân tần PL và tím, mã của nó là tím 2 các bác nhé. Đấy. Và tiếp tục em giới thiệu cho tất cả các khách hàng là những cái đôi bát rời để thay vào thùng loa. Bát 20BM, model là 8AZ630 từ 140 côn 51, xưng nhung đúc ở gân vải. Đây là loại mặt hàng cao cấp của công ty BM. Bát 20 gân vải. Làm loa chung, làm loa bát thì tính ca sáng các bác nhé. Còn đâu các bác muốn chơi cái các cái cặp bát giá rẻ mà chất lượng tốt thì các bác có thể nên cái cặp bát 40 Martin này. Từ 190 côn 76 này, 40 Martin này. Xưng nhung đúc này, gân vải này. Từ 190 côn 76, 40 Martin. Và bát 30 toàn giải đây thì các bác, loại này thì nó lại không như các cái dòng này là phải qua phân tần như này, mà loại này đánh trực tiếp luôn. Các bác đánh trực tiếp. Đánh trực tiếp từ đẩy và âm ly ra. Và con này từ 140 con 51 gân vải, nó ra cả 3 giải đều nhau. Bát, chung, tép đều ra ở cái miệng bát này. Đấy. Hỗ trợ lời các bộ dàn karaoke về nghe nhạc Poreno với cổ điển thì nghe cực kỳ là tuyệt vời. Con này nếu mà đánh thì nó là chuyên lời các bác nhá. Nghe nhạc của hay lắm, sắc nét. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio có mấy sản phẩm lên đường cho khách thì giới thiệu. Và các bác có nhu cầu mua hàng thì hãy đọc các cái mã sản phẩm và cũng thông số vừa nãy em giới thiệu. Thì các bác sản phẩm này thì khi lên đường thì các bác được nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đúng sản phẩm mà em giới thiệu thì các bác có thể nhận hàng cho Tùng Nguyễn Audio và thanh toán với người giao hàng. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.